Ta tra khỏ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 24, từ với phần tiếp theo bài 8 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ đắt. Quẩy Quẩy Từ này đã được học trong cụm từ quý tính. Quẩy chỉnh Đắt lắm à? Nguyên văn là rất đắt à? Khấn quẩy mà. Hẳn quầy mà? không đắt. bú quầy. bú quầy. hãy nghe và nhắc lại cách nói. quá đắt rồi, đắt quá rồi. thải quầy lợ. thải quầy Lợ. thải quầy lợ. 太贵了。